Dạ, em chào anh chị. Hôm nay em thanh lý mấy cái cây và hạt đang hoa giá rẻ cho anh chị sưu tầm về chơi nha anh chị nha. Thì ở đây mình đang có mấy cái cây nó nở đây. Thì mặt hoa nó đây này. Cây này thì mặt hoa khá hay. Nó đây. Xước hồng. Đây nữa, đây cũng mặt hoa hồng. Hồng 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 má hồng nè, trong cái bảng dớn như này thuần rồi nha anh chị. Đó thì em có 4 chậu như đó, một mặt hoa này trong bảng dớn này, hai là cây lá tre này, lá bông đây. Rồi cây này nữa, ba. Cái này khá tròn, cũng vừa mới nở. Này nữa nè, bốn. Đó, thân lá đây. Thì em có 4 chậu này. Anh chị nào lấy hết 4 chậu này thì chỉ 600 cho 4 chậu này thôi ạ. 600 cho 4 chậu này. Còn lẻ thì anh chị nào mà lấy lẻ, lấy chậu nào thì 200 ngàn một chậu. Lá này lá tròn luôn nè. Nói chung hàng này hàng thường thôi, anh chị về sưu tầm ghép đâu đó chơi chơi được. Em thì nhiều quá rồi, mấy cái cây quanh nhà là em ghép hết rồi. 4 chậu này 600 nha anh chị nha, lẻ thì 200 một chậu. Ở đây có một chậu đang nụ đây. Thì chậu này em không biết nó là một gốc hay hai gốc nữa, trồng vô thì nhìn như kiểu là hai gốc đó. Ba cái đầu này, cái này thì kỳ thôi, cái này kỳ từ đây ra. Thì đây có mấy cái nụ đây. Chậu này 300 nguyên cái chậu này. Còn mấy cái này nữa nè, mấy cái này hình như là kiến hoặc là cái gì đó tách ra xong rồi vứt đại ra cái nó lên nè. Đây một cái, đây một cái nữa nè. Đó, 300 chậu đang nụ này. Đây có chậu này, chậu trầm 100 ngàn nụ đây. Về anh chị chịu khó trồng lại. Nó nảy cỏ nhiều, em nhổ cỏ lá nụ đây, 100 ngàn chậu trầm này nha anh chị nha. Đây có một chậu lá thân thủ đây. Đó, kiến hoa đây. Hoa thì còn đang nụ, có một cái nụ em bóc ra thì nó như này, phân thùy luôn, hồng hết lưỡi mắt, nụ bóc nha anh chị nha. Đó, nó nguyên chậu của nó đây, lá đây. Chậu này ba, chậu này 500. 500 anh chị nào lấy sưu tầm cái mặt hoa này thì lấy ạ. Thuần chậu hết nha. Em đây em có một chậu ma bó xanh sạch nữa. Xanh sạch phải 90% á. Thì đây nè. Ba cái mầm gốc 1 2 3, thêm cái kỳ trên này nữa. Xanh sạch lắm. Nhưng mà nụ thì đây, nụ này thì coi như là sổ tạch năm cánh trắng rồi đó. Anh chị nào mà lấy về sổ tiếp thì 500 ngàn. À đây thêm cái kỳ nữa nè, ba mầm gốc hai cái kỳ 500 ngàn cho cái chậu này nha anh chị nha. Về sổ bệt hay là cái gì đó tùy, hên xui, xui nhiều hơn hên. Đó, thường những cái này dễ ra bệt, bệt thì nhà quá trời rồi. Có nguyên chậu đó nha anh chị. Dạ rồi, em xin chào anh chị ạ.